保镖。Giống như là con người của ta, nó có thần cũng có cái xác, nó cũng có cái xác nhưng đã mất đi linh hồn từ lâu. Hiểu đau vô nhận, nó cũng giống như là con người có lỗi lầm, tuy mang kiếm vô ảnh đào phiệt nhưng mà thật sự thì nó cũng đã danh thuận thật hư. Phi Bằng, sự thật là thế nào đây? Đông giang hồ ai cũng biết vô ảnh đao phi đao của ta đã dùng đao thối ẩn, nhưng mà chẳng ai hiểu được nguyên nhân chính thức mà ta phải dùng đao. 8 năm trước, nhà của ta vô tình trúng phải độc khiến danh dự của ta mất hết, nhưng mà chẳng có ai giải độc giùm cho ta. Mãi cho đến khi độc chất trong người của ta hoành hành, đột nhiên bên cạnh đó xuất hiện ra một kẻ lưng gù bí ẩn. Kẻ lưng gù này hắn cho ta biết hắn có thể giải độc cho ta, nhưng mà hắn buộc ta phải nghe theo hắn để mà lấy đó làm điều kiện hoán đổi. Ta chẳng cần tính toán mọi điều, chịu chấp nhận điều kiện của hắn. Mặc dù ta đoạt lại cái mạng Phi Bằng ta, nhưng phải khiến ta hối hận suốt đời. Tại sao vậy chứ? Tên lưng gù bí ẩn này, sau khi giải độc cho ta, hắn buộc ta phải phong bào thối ẩn. Hắn còn bắt buộc ta phải giao ra cái đạo pháp hiện tại của ta đó. Cái bộ gia pháp này hoàn toàn để chống đấu với Sở Thiên Hào về cái chiêu Trung Nguyên Nhất Kiếm Lạc Qua Đắc Kiếm. Ở trong bụng ta hiểu, kẻ bí ẩn nó làm như vậy nhất định là có dụng ý nham độc hiểm ác. Nhưng mà kẻ lưng gù đó đã hứa với ta mỗi tháng đến giải độc cho ta một lần, đồng thời hắn cho ta biết để hắn hoàn thành kế hoạch của hắn xong, hắn chính thức giải độc cho ta. Cho nên ta chỉ có nước để cho hắn tha hồ áp đặt. Hãy cho một kẻ thủ đoạn gian ác, phía mình đã giảng lại trong giang hồ nhiều năm, sự thật có được cái bí mật kẻ lưng gù này là sao? Nếu tôi biết được lai lịch của hắn thì đâu có gọi hắn là kẻ bí ẩn. Nhưng mà thủy chung ta cũng đều cảm thấy, nhìn được cái đao pháp kỳ dị của hắn, cuối cùng ta phát giác nhiều chiêu giết người trong đó có thể nói là cái chiêu Tu La Tuyệt Đao, dự bi Tu La Màn Tại Thiên, hoàn toàn là nhị khúc đồng tâm đó. Chẳng lẽ kẻ lưng gù với dự bi Tu La Màn Tại Thiên quan hệ mật thiết? Có thể lắm. Cho nên ta nghi ngờ kẻ lưng gù bí ẩn đó là hóa thân của dự bi Tu La Bàn Đại Thiên. Nhưng mà có một điều nữa, ta có thể khẳng định gần đây đã làm cho thành Kim Linh bất ổn căng thẳng do cái số lực lượng bí ẩn đó gây ra. Kẻ mà đằng sau chỉ huy đó có thể là do cái tên lưng gù bí ẩn này. Cái chuyện đó với cái đau vô nhẫn của người có quan hệ gì đây? 7 ngày trước đây, kẻ lưng gù bí ẩn đó
cùng đến Phi Mậu Dội đến thành Kim Lịch, mục đích là để giết Triệu Thiên Hạo. Hắn căn dặn ta, trước khi giết Triệu Thiên Hạo phải giết Tư Mã Bất Bình người trước. Ngày đêm hôm qua, tự nhiên ta phát giác lý đại chiêu của Trung Nguyên Miêu Cục bị trúng độc, điều quan toàn là đóng phi bằng của ta. Nên thủy chung ta đã hiểu rõ, thì ra ta đây là trúng cảm bẫy của kẻ khác. Ta từ đầu đến đuôi chỉ là một con cờ cho người khác phá hồ áp đặt. Dù cho Phí Mộng có thể thật sự giết Triệu Thiên Hào và người, ta cũng có thể đạt được thuốc giải, vĩnh viễn bị người ta sai khiến. Cho nên ta đã hạ đại quyết tâm, đem tất cả mọi chuyện đó kể hết trong ngày hôm nay. Phi Long, đại ca, đây là đao phổ của Vô Ảnh Đao Phi Đao. Đại ca tặng cho đệ hả? Tặng cho người, không phải là cái này. À, đại ca, cái mà tặng cho người thủy chung chỉ có 4 chữ thôi. Người phải nhớ cho kỹ, phải lui ra giang hồ, phải thối lui võ lâm, làm lại một người bên bên thường thường, sống một cách ổn thỏa thoải mái. Bắt đầu từ bây giờ, anh không lo cho người được nữa đâu. Ta không muốn làm công cụ cho kẻ khác, ta cũng không muốn làm kẻ tay sai sơi thịt. Thiếu Minh, đại ca, đại ca, bẩm sư phụ, kẻ Hạo Tâm Nhân lại tới nữa. Cùng dám tới. Triệu Tổng Điều Đầu, ta biết ta là một khách bất tục, hơn nữa lại không được quan nghìn, nhưng thật ra ta là Hảo Tâm Nhân danh chính ngôn thuận, cho nên ta có thể dốc lòng giúp đỡ để chứng tỏ lòng dạ của ta là hảo tâm thiện ý. Tóm tắt cho gọn đi. Vậy thì ta nói thẳng nha, theo ta được biết, Lôi Phó Tổng Tiêu Đầu trúng cái đó là thiên trúc thối tâm độc. Trúng độc rồi, nếu trong vòng 7 ngày mà không có thuốc giải, nếu như không bị tàn phế suốt đời thì chỉ còn có con đường chết mà thôi. Nhân lúc Lôi Phó Tiêu Đầu trúng độc đó, ta tự nguyện cung cấp thuốc giải, nhưng vì sự việc quan trọng ta sẽ thối lộ ra, kính nhờ Triệu Tổng Điều Đầu giữ kín bí mật giúp ta. Ta lấy tư cách để bảo đảm, không hề nói ra một lời. Được sự bảo đảm do chính Tổng Điều Đầu nói ra, vậy thì ta mới yên tâm mà nói. Nếu như muốn có thuốc giải của thiền trúc thối tâm độc ra, ngoại trừ có những loại thuốc thật quý, quan trọng nhất là linh chi của thiền trúc. Phó Điều Đầu tinh thông về y thuật, lẽ ra phải hiểu tại hạ nói là sao chứ. Tôi đã hiểu rõ. Tình chất Phó Biêu Đầu đã hiểu loại linh chi thiền trúc ở nơi xa đến thiền trúc Trung Nguyên không có tìm ra, nếu như muốn trong vòng mấy ngày mà tìm được thì còn khó hơn phải lên trời. Nhưng mà hảo tâm nhân ta phải làm hảo tâm cho trót, ta sẽ chỉ ra một con đường có thể tìm được linh chi của thiền trúc, nhưng không biết Tổng Biêu Đầu có dám đi hay không. Chỉ cần ngươi nói ra ở chỗ nào có thể tìm được linh chi của thiền trúc, ngoài ra mọi việc không cần đến ngươi bận tâm. Được, theo như ta được biết, cố danh xưng thiên hạ đệ nhất gia của Kim Kiếm Thế Gia, hiện tại họ vẫn còn cái loại linh chi thiên trúc này. Làm phiền Triệu Tổng Điều Đầu hãy đến đó mà nhờ giả khẩn xin. Ta đã nói ra hết phương pháp của thuốc giải rồi, đủ chứng minh hảo tâm thiện ý của ta chứ. Vậy thì không dám làm phiền nữa, cáo từ. Để họ đi. Này sao quen mặt quá, dường như đã gặp ở đâu rồi. Thiền trúc thoái tâm độc, linh chi thiền trúc, xem ra như vậy phải đến Kim Thế Gia một lần mới được. Đại ca, theo đệ nghĩ kẻ hảo tâm nhân này muốn phân tán sức mạnh của chúng ta, ý nói tất cả những điều đó có thể là một cạm bẫy. Chuyện đến nước này, dù là cạm bẫy đi nữa, mình cũng không còn cách chọn lựa. Như ý, người với ta là anh em nhiều năm, người phải hiểu thấu tâm trạng của ta chứ. Mình không thể nào đứng nhìn đại chiều, cả ngày phải bị tàn phế đi mà. Dù đến cùng phải mất mạng. Đại ca, trong khi đó, tình cảm anh em của mình, đủ như ta bị trúng độc, người với đại chiều có thể khoanh tay đứng nhìn, không lo đến sao. Nhưng mà... Đừng có nói nữa.
chỉ cần cứu được Đại Chiêu, dù cho kẻ hảo tâm nhân đó có dụng ý gì khác gài sẵn cái cạm bẫy, thì ta dù có chết đi nữa ta cũng phải nhất định cứu thôi. Nếu như đại ca nói như vậy, không nên chần chờ, phải lập tức khởi hành để đến Kim Kiếm Thế Gia. Tất cả đều hoàn toàn ở trong dự tính của lão già. Trước cái vụ này, mình đã từng ra tay với lại Kim Kiếm Thế Gia. Như vậy việc này thì Triệu Thiên Hào dứt khoát cùng với Kim Kiếm Thế Gia sẽ xung đột trực diện. Hạt ngao tương tranh, ngư ông đắc lợi. Màn hay sẽ bắt đầu trình diễn. Sao hả? Triệu Thiên Hào tới à? Hồi bẩm quản sự, Triệu Thiên Hào với Dương Như Ý nói có chuyện cần thiết, cần gặp nhị vị quản sự. Một. Được biết nhị vị quan lần chưa thể mình đoán, kính xin Triệu tổng đi đầu niệm tình tha thứ. Dạ không dám. Tại hạ mạ muội tới đây quá nhiều, xin nhị vị thứ lỗi rồi. Tổng đi đầu mời. Mời. Triệu tổng đi đầu, ông nói là có gì cấp bách cần thiết mà tới Kim Kiếm Thế Gia ta? Tình chắc không phải tới đây rắc rối chứ? Triệu mậu chuyến này đến đây khẩn xin được mượn một vật. Ủa, Triệu tổng biêu đầu muốn mượn gì đây? Linh chi thiên trúc. Triệu Thiên Hào, người nói gì vậy? Trung Nguyên biêu cục đã gặp sự biến cố quan trọng, cho nên khẩn xin được mượn linh chi thiên trúc để dùng. Triệu Thiên Hào, tại sao mà lại biết Kim Kiếm Nhất Già không muốn linh chi thiên trúc? Nguyên căn tin tức xin hãy tạm gác, chỉ muốn mạ muội kính xin. Nghe đây, ông đã hại thiếu chủ bị chặt hai lóng tay, còn khí cho Kim Kiếm Thế Gia phải phong môn 3 tháng, bây giờ lại đặt ý định linh chi thiên trúc. Ta nghĩ người không coi chúng tôi ra gì hả? Mấy hôm trước có người đến Kim Kiếm Thế Gia thuộc linh chi, ta nghĩ người vừa đưa đến vụ đó hoàn toàn là do người an bài. Hoàn toàn là sự hiểu lầm. Triệu Thiên Hào ta không phải là thứ hèn hạ vậy được. Sao hả? Vậy thì người nói nguyên do ra đi. Thật xin lỗi, chị mẫu không thể nói được. Nếu như không nói rõ ràng, ngày bữa nay đừng có bước lại khỏi nửa bước kìa. Xin quản sự hãy bình tĩnh. Chuyện chúng tôi biết được Kim Kiếm Thế Gia có linh chi thiên trúc đó chỉ là ngẫu nhiên. Thế nào? Đó là cơ mật tối cao của Kim Kiếm Thế Gia, người ngoài không thể nào biết được. Mọi người làm cách nào biết được chuyện này? Ta nghĩ mọi người hoàn toàn không bị sự việc. Tam đệ, thật ra chuyện này không phải tầm thường. Triệu tổng biêu đầu, tại sao ông lại biết được Kim Kiếm Thế Gia có loại linh chi thiên trúc này chứ? Triệu mẫu từ xa đến đây cốt là mượn linh chi thiên trúc, bởi vì nhị đệ của ta bị trúng thiên trúc thoái tâm độc của kẻ gian mà. Việc cứu người cần thiết, Triệu mẫu ta đã hứa với họ là không hố lộ thân thế của họ cho người khác biết. Xin đại quản sự phải thông cảm cho nỗi khổ của Triệu mẫu. Nếu đã như vậy, ta cũng không ép buộc. Triệu tổng biêu đầu, xin hãy về đi. Đại ca, mình đâu dễ dàng tha họ đi được. Đây là cái cớ để cho mình điều tra sự việc mà. Dĩ nhiên là phải điều tra cho rõ, nhưng ta rất tin tưởng tư cách của tổng biêu đầu, mà ta cũng tin bất cứ câu nào của tổng biêu đầu đã từng nói. Cảm ơn đại quản sự. Vậy thì linh chi đó rất đáng tiếc, linh chi truyền trước đó không thể cho mượn được. Đại quản sự, em của tôi đã trúng độc thâm sâu, bản mạng nguy hiểm. Tình nghĩ anh em thâm sâu không thể nào thấy chết không cứu. Đại quản sự, ông có thể phá lệ để mà cho mượn linh chi, cho dù bắt tôi phải ngâm vào nước lửa, tôi đây nhất định không chối từ. Triệu tổng lưu đầu, đừng có nói nữa. Về việc này Kim Kiếm Thế Gia không thể nào giúp được, mà cũng không cần phải thương lượng nữa. Đi về đi, nghe rõ chưa? Cái chuyện này không còn thương lượng được nữa. Các người về đi. Thật là đáng tiếc. Ta tưởng là họ sẽ đấu nhau một trận mãnh liệt, tai ngờ đâu họ lại trở về một cách bình thản như là vô sự. Cái mạng hay còn tiếp diễn mà. Tại sao ngươi lại biết?
ta dĩ nhiên là biết. Chỉ cần là độc của Lưu Đại Chiêu chưa giải, chỉ cầu Kim Kiếm Thế Gia không có cho mượn Linh Chi Thiên Trúc thì Trung Nguyên Biêu Cục và Kim Kiếm Thế Gia trước sau gì cũng đấu với nhau lưỡng bại cự thương. Hai tên nhà đầu ngươi cứ chờ đó mà coi. Chào hai vị quản sự. Theo như tình trạng này, Linh Chi Thiên Trúc sắp sửa chín mùi rồi. Bẩm đại quản sự, Linh Chi Thiên Trúc chỉ cần nửa tháng nữa thì đã chín mùi. Đợi lúc đó lão tông chủ có theo kế hoạch mà luyện công Tiết Thiên Đại Pháp mà luyện đó hả, thì sẽ đại có công thành. Khi luyện được Tiết Thiên Đại Pháp thì võ công sẽ đến mức độ tột đỉnh. Đợi lúc đó trở thành thiên hạ đệ nhất, không ai định nổi đâu. Đúng vậy, nếu để sơ hở tu luyện không thành, đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma thì lão tông chủ sẽ mất đi hết võ công. Việc quan trọng như vậy, làm sao đem Linh Chi Thiên Trúc cho thiên hạ mượn được chứ? Đại ca, tại sao thì thiên hạ lại biết cái bí mật mình vậy? Kẻ biết được bí mật này chỉ có những người trong Kim Kiếm Thế Gia, ngoài ra không người nào có thể biết được đâu. Không sợ trục trặc mà chỉ sợ rủi ro, mình phải tăng cường phòng hộ, không thể chết mãn. Đó là điều dĩ nhiên. Kẻ nào muốn trộm được Linh Chi của Thiên Trúc e rằng còn khó hơn bắt thăng lên trời. Chỉ cần đụng phải cái lò chiêu tinh này thì nó sẽ phát ra báo hiệu, dù cho bản lãnh có thấu trời cũng khó thoát khỏi được thiên la địa võng của mình. Thanh Sơn, Thanh Sơn, anh không sao chứ? Mộng Kiều à, mình nhất định phải đi kiếm thuốc, nhất định phải đi. Cô đây lo cho sư phụ giùm ta nha. Chưa. Thằng Sơn đâu? Anh có chút việc vừa mới đi khỏi thôi. Hắn không thể tùy ý bỏ đi. Cho ta biết hắn đã đi đâu. Anh đi Kim Kiếm Thế Gia. Chờ. Ta đã được nghe Trung Nguyên Nhất Kiếm của Triệu Tổng Biểu Đầu quá thì phi thường. Hôm nay ta đã được thọ giáo. Đi. Khi đám nữ xuất hiện trong khu rừng, rõ ràng có hành động muốn cản mình đuổi theo Thanh Sơn. Mục đích của họ là sao đây? Thanh Sơn vì cứu người vội vã đêm hôm xông tới khiêu chiến Thiết Gia. Tình trạng như vậy sẽ làm cho to lên sự việc. Mình nhất định phải cản hành động của hắn. Nếu khi mình ngang nhiên tới đó sẽ để người Kim Kiếm Thiết Gia phát giác thì càng gây thêm sự hiểu lầm sâu sắc. Như vậy thì tính sao đây? Đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm tổng biểu đầu, đã chuẩn bị xong rồi. Quan trả nguyên chỗ, mình khử hành đi. Dạ. Chờ một chút. Như ý, chuyện gì? Thanh Sơn, kẻ đã giấu tên trên cánh bịt mặt đó, khi trao cái này cho người, họ có nói gì không? Hắn chỉ nói là đồ mà con cần. Ta
Tại sao hắn lại biết là ngươi cần cái món này? Con chẳng hiểu điều đó. Hắn chỉ biên lại một tờ giấy, nói đồ trong hộp đựng đó là linh chi thiên trúc. Hiền điệp, có lẽ ngươi đã trúng kế rồi, mau mở hộp ra đi. Như ý, sự thật đó thế nào đây? Đại ca, tôi có một cảm giác lạ thường, tôi phải chứng minh mới được. Thanh Sơn, mau mở ra đi. Đúng là không ngoài dự tính, linh chi thiên trúc này quá thật là đồ giả. Giả? Tại sao lại giả chứ? Nơi cái cành của nó là cái chỗ tinh hoa nhất của cây linh chi, đã bị người ta đoạt đi, lấy cái thứ đồ giả thế vào. Chuyện đơn giản đó là đã bị tráo giả thành thật. Chẳng lẽ kẻ bình mật giấu danh tính đó, như vậy là muốn ám hại chúng ta? Đúng là như vậy. Đại ca, kẻ bịt mặt này quả thật có kế thâm sâu. Hắn đã lấy cái cách tráo giả thành thật, rồi đem linh chi giả gạt vô cho Thanh Sơn. Mục đích đó chẳng những đã tạo sự hiểu lầm giữa mình cùng với Kim Kiếm Thế Gia, sẵn đó tạo nên sự xung đột trực diện giữa mình cùng với họ. Hay cho một kế thâm độc. Thấy như vậy, một trận đại chiến giữa mình với Kim Kiếm Thế Gia không thể nào tránh khỏi được nữa đâu. Hội tổng biên đồ, chuyện này do Thanh Sơn mà ra, Thanh Sơn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bây giờ không phải là lúc truy tố trách nhiệm đâu. Ta phải đoán coi phản ứng của Kim Kiếm Thế Gia thế nào đã, rồi mới tính sau. Bẩm sư phụ, quản sự Kim Kiếm Thế Gia thống lãnh 6 đàn chủ đột nhập bưu cục của mình. Mình xa bằng trong miên bưu cục đi. Vương tay. Tên Hạo này, ta tưởng người không dám đến gặp ta chứ? Có lẽ người đã biết dụng ý của chúng tôi. Cửa Thiên Hạo, bấy lâu nay ta đều quý trọng tư cách của người, nhưng lại không thể ngờ người bề ngoài lịch sự, bề trong thối nát. Hai vị quản sự khoan giận dữ đã, về cái việc này quả thật phức tạp lắm. Có thể để cho Kiều Mậu nói rõ ràng được không? Nếu mong đại sự thiện tâm của người là tới kịp kiếm thế gian của ta trộm lên chi, nghe đây, nhận chứng tại đây, còn nói gì nữa? Thanh Sơn huynh, họ đã tới bắt cha mẹ tôi uy hiếp, buộc tôi phải khai ra sự thật. Tôi có lỗi với huynh. Chỉ nhờ huynh à, anh đừng có nói như vậy, tôi đã liên lụy anh. Đừng có diễn tuồng. Triệu Thiên Hạo, cùng nhau lên chi thiên trúc đã. Triệu Mậu lẽ ra định đem hoàn trả lên chi thiên trúc, nhưng mà vì cái quan trọng là không phải ở nơi đó, đã bị người ta tráo giả lấy thiệt rồi. Tên Hạo này, người cho chúng tôi là con nít sao? Ta nghe người bị nó sợ. Triệu Mậu nói đó hoàn toàn là sự thật. Trúc bộ phận thân trần của linh chi làm nên tất bộ sự thăng hoa của nó. Ngươi đã chờ đợi để dùng, rồi ngươi lấy thứ đồ giả gắn vô làm trả lại cho bọn ta. Cách của bọn ngươi tính đó quả thật chu đáo quá. Triệu Thiên Hào, ta đã lập ngươi là một kẻ đàng hoàng, nội ngoại khác nhau, rõ ràng là thứ vô liêm sỉ. Sự thật còn chưa rõ ràng, đại quản sự, ông không nên ngậm máu phun người. Ngoại trừ hôm nay ngươi có sự giao phó thỏa đáng cho ta, ngoài ra đừng có ngậm máu phun người. Dù cho có máu nhuộm trung nguyên biêu cục, Kim Kiếm Thế Gia ta cũng vẫn phải tiến hành. Khỏi đã. Thiệu tổng yêu đầu, từ mà báo mình, không lẽ ngươi muốn nhiều chuyện? Cái đó dĩ nhiên. Nếu như ta không lo, thì ta phải là Tư Mã Bất Bình. Tư Mã Bất Bình, Kim Kiếm Thế Gia với Trung Nguyên Biêu Cục giải quyết sự gia chạm tại đây. Người ngoài mà nhúng tay vào, ta để e rằng phải chuốc họa vào thân đó. Tại hạ chỉ cần biết nên buồn hay là không, cô hậu quả như thế nào tại hạ không cần phải nghĩ tới nữa. Tuy là bệ hạ đối với tổng biên đầu xưa này
rất là kính trọng vô cùng. Nhưng mà tại hạ không bao giờ thiên vị. Cứ để cho Trịnh Thiên Hào đem hết sự việc nói rõ ràng đi, như vậy có được không? Chính Thanh Sơn có lòng cứu thầy vội vã, vì phải đoạt được linh chi thiên trúc, hắn quả thật đêm hồn đã xông tới kim kiếm thế gia. Vì phải chặn sự lỗ mãn của hắn, hóa giải nguy cơ cho hắn, ta nhìn nhận ngay cái đêm đó ta cũng đã xông vào kim kiếm sơn trại. Ta đã lấy cái tư cách bảo đảm ta chẳng hề có trộm cắp linh chi thiên trúc. Triệu Thiên Hào, tư cách của người đã mất giá trị. Hơn nữa, người đã từng lén vô kim kiếm thế gia, đó là sự thật. Mà linh chi thiên trúc bị trộm, đó cũng là sự thật. Hai sự thật này cộng lại, chẳng lẽ ngươi lại còn không chịu nhìn nhận ngươi đã trộm linh chi sao? Không, đó là do một kẻ bịt mặt giấu tên tuổi đem linh chi thiên trúc đến giao cho Trịnh Thanh Sơn. Thật quá được. Là đúng, ta có thể chứng minh lời đó có tổng miêu đâu là sự thật. Sự thật trong cái đêm đó có một kẻ bịt mặt hữu tâm đem một linh chi giao cho Thanh Sơn Linh. Ý biết người có cảm tình trong miên biêu cục, nhất là tên tiểu tử đó nữa, thì không ai tin lời nói của người. Vì chúng mình lời đó có Lâm Chỉ Nhật ta, đó là sự thật. Lâm Chỉ Nhật chịu chết để chứng minh. Chỉ Như Quỳnh, Chỉ Như Quỳnh, tôi đã hại anh, tôi đã hại anh rồi. Tại hạ muốn xin hỏi thật, nơi cất linh chi thiên trúc của kim kiếm thế gia có phải là cẩn mật kín đáo, bên ngoài không thể biết được không? Đúng vậy, nơi cất linh chi thiên trúc là cái cơ mật tối cao, người ngoài không thể nào biết được. Vậy là đúng rồi. Kẻ bịt mặt tự xưng là người hữu tâm, đó là người quan trọng liên can tới sự việc này đó mà. Nếu như muốn rõ ràng sự thật, kim kiếm thế gia nên điều tra nội bộ mới được. Từ Mã Bá Bình, người rõ ràng lăng nhục kim kiếm thế gia ta, chỉ vào lời nói đơn phương của người thì dám quản loạn nội bộ của ta sao hả? Kẻ này đã chết mới là thú thật, chẳng lẽ chưa đủ chứng minh hay sao hả? Hắn vì sự tội tự giận, ta quá sự tài hạ dân hiến người nên giữ lập khẩu, nếu không hậu quả của người sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Quan được, ta không để cho người hù được đâu. Tam đệ, hãy đàng hoàng một chút, đừng để nảy sanh thêm chi tiết. Tư Mã Bất Bình, người muốn tính như thế nào? Rất đơn giản, xin bây giờ tất cả hãy tháo lui Trung Nguyên Biêu Cục. Còn nếu chúng ta không chấp nhận? Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, ngoài trừ bọn người có thể hại được ta, Tư Mã Bất Bình. Được, để người muốn chết ta cho người tội nguyện. Tình trạng đại chiêu thế nào? Đệ đã bào chế quá độc cứu linh đơn cho ảnh uống rồi, hy vọng có thể kéo dài một thời gian. Nếu nói như vậy, ngoài trừ cái điềm lạ xuất hiện thì mạng của đại chiêu e rằng không thể cứu vãn lại được. Nhận xét rằng từ sự sống chết của đại chiêu, ở ngoài lại là luồng gió nhẹ tuyết rồi. Ngày hôm nay ta mới chính thức lãnh hội được cái gì gọi là nội âu ngoại quản. Như ý à, theo như ngươi nghĩ, về chuyện linh chi thiền trúc đó bị tráo giả lấy thiệt có liên quan tới tiếng sáo bí ẩn không hả? Đúng là không có sự liên quan. Làm sao thấy được? Như Tư Mã Bất Bình nói rất đúng, nội bộ của kim kiếm thế gia nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, kẻ bịt mặt tự xưng là người hữu tâm kia rất là hiển nhiên có cái quan hệ mật thiết với kim kiếm thế gia, trong khi còn quá hiểu biết
với Kim Kiếm Thế Gia nữa. Cũng là Tư Mã Bắc Bình xuất hiện. Nếu không trong khi vi cục bị chúng ta giảm nát rồi. Một ngày nào đó ta nhất định trả mối thù này. Tam Thúc, hay là mình thỉnh thị lão trang chủ, nhờ mặt lão của ông sửa công bằng cho mình. Lão trang chủ đang bế quan tu luyện, bất cứ ai cũng không thể quấy nhiễu ông ta. Nếu không sẽ phá hoại sự tu luyện đại sự của ông, không ai gánh nổi tội trạng đâu. Về cái việc này ta phải tính toán cho thật kỹ. Các người hãy lui về nghỉ ngơi đi. Dạ. Đại ca, anh kêu tụi nó lùi hết, phải có việc bằng với tôi không? Ta nghĩ kẻ bịt mặt hữu tâm đó rất có thể hắn đang tồn tại ở đây. Tại sao kể cả anh cũng tin những lời bị mật của họ vậy hả? Tôi nghĩ anh quá mơ hồ rồi. Lẽ ra ta cũng không nên tin tưởng, nhưng trải qua sự phán xét, quả thật có nhiều điểm nghi ngờ. Tam đệ à, sự việc là như vậy nè. Ở đâu? Ta nói cho người nghe hả? Người thử coi. Ý anh muốn nói là quả nhiên đúng như sự thật. Vì bốn kẻ cũng đã chết hết, chỉ có một mình hắn sống sót. Cái điểm nghi này, nhất là cha của hắn đó luôn luôn ở chú tâm về Linh Chi Thiền Trúc. Không ai có thể hơn hắn biết được quan trọng của sự việc. Hơn nữa, hắn ra vào hầm bí mật dễ như trở bàn tay. Thì ý anh nói như vậy, Cổ Quân là kẻ nghi ngờ nhất. Mình bắt hắn đi mà hành hỏi, không sợ hắn chịu khai sự thật? Không, vì phải điều tra chuyện Linh Chi, tạm thời không nên đốt cỏ đuổi rắn. Mình phải bí mật điều tra, đó là thượng sách. Vết thương của anh, anh bị thương là giả dối. Cổ Quân, tại sao lại phải giả dối? Anh có điều gì giấu em không? Trần Đường, em có tin tưởng anh không? Dĩ nhiên em tin tưởng anh chứ. Vậy đừng hỏi tại sao. Tóm lại, anh vẫn làm hạ hơn mọi việc. Hãy mau, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Rời khỏi chỗ này, sự thật là sao? Tôi cứ nói cho, nhanh lên, nếu không phải trễ đâu. Đi. Sao hả? Cổ Quân trốn rồi à? Đúng, tất cả người của Cổ Quân đều không thấy cả. Cha của Cổ Quân cũng mất tích luôn. Sợ tội bỏ trốn. Vấn đề quả thật xảy ra ở tại nơi hắn. Truyền lệnh của ta, tất cả thành viên của Kim Kiếm Thế Gia nhất định phải bắt sống cho kỳ được Cổ Quân, mang hắn về Kim Kiếm Thế Gia. Đừng bỏ qua những nơi nào khả nghi. Dạ. An toàn không? Nơi đây hồi đó từng lục xét, có lẽ an toàn. Trần Nương à, em nghỉ ngơi trước đi. Cố Quân, anh định đi đâu vậy? Mình đã đi hết suốt ngày, em nhất định khát lắm. Anh đi kiếm miếng nước. Cố Quân, mọi việc phải cẩn thận đó nha. Kìa, mà bắt hắn lại, đừng để thoát. Hắn đâu rồi? Tôi không biết. Không biết hả? Hắn không có lý nào bỏ người lại không lo. Được, mình chơi cái màn bắt sâu nhát khỉ để cho hắn từ xa vào lưới. Đừng có lên tiếng, nếu không ta sẽ giết người ngay. Trần Nương, Trần Nương. Cổ Quân, đừng có vô đây nha. Trần Nương. Trần Nương, Trần Nương, Trần Nương, em tỉnh lại đi. Em không thể chờ đợi ngày anh làm cha. Còn nữa, em không thể đền đáp ơn nghĩa cho lời đại chiêu. Hứa với em, đền ơn ổng giùm em. Em yên tâm, anh biết, anh nhất định mà.
Nương. Tần Nương. Tần Nương. Lần này ngươi không thoát được đâu. Bao dạy hắn. Cổ quân, ta nghĩ ngươi có cánh cũng khó bay. Vô dụng, quy đồng bao nhiêu người bắt không được Cổ Quân hay sao hả? Đúng là mất mặt. Quá thật, bọn người đã thấy Cổ Quân rớt xuống đèo rồi hả? Bẩm đại sư thúc, tôi với tam đệ đã chính mắt nhìn thấy Cổ Quân rớt xuống đèo rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tất cả phải triệt để lục soát, yêu cầu đoạt lại linh chi thiên trúc. Dạ. Em đền ơn ẩu giùm em. Như ý, theo ý người có thể kéo được bao lâu? Qua luôn đêm nay e rằng sẽ... Sư phụ, sư phụ, Nhị Thúc được cứu rồi. Quỳnh Long, người nói gì hả? Có một kẻ tên là Cổ Quân mang theo linh chi thiên trúc, nó muốn gặp sư phụ. Hạ Cổ Quân mang theo linh chi thiên trúc để tặng Triệu tổng bí đầu, để được kịp giải độc cho Lôi phó tổng bí đầu. Cảm ơn cổ tán sĩ, mối ơn nghĩa này Triệu Mộ ghi khắc trong lòng. Không cần nghi ngờ, đây chính là cành tinh hoa nhất của linh chi thiên trúc. Chẳng lẽ phó tổng bí đầu không tin tại hạ sao hả? Cổ tán sĩ hiểu lầm rồi. Người đã tốt bụng mang tặng linh chi, nhưng như ý ta cảm kích ân nghĩa bất tận, thì làm sao mà không tin tưởng. Cổ tráng sĩ, người với Kim Kiếm Thế Gia phải chăng có sự liên quan với nhau? Linh chi thiên trúc là do cha tôi phải tốn 4 năm công cán, thiên nan vạn khổ đã đi tới thiên trúc lấy, vì cứu tổng điều độ. Vì vợ tại hạ có ơn với ổng, cho nên tại hạ cố tình mang tới đây để đáp lại ơn nặng của vợ tại hạ. Bao nhiêu người muốn tìm mà không ra, vậy lên chi thiên trúc chắc chắn là tìm không ra. Vậy thì phải làm sao đây chứ? Kính bẩm hai vị quản sự, có một kẻ tự xưng hảo tâm nhân đến để mà xin gặp. Ngươi là hảo tâm nhân đó hả? Đúng vậy, chính vì có hảo tâm thiện ý và được Kim Kiếm Thế Gia nể tình, cho nên ngày hôm nay mới tới đây báo cho các người biết một việc vô cùng quan trọng. Đừng có lâu thôi, có chuyện gì mà nói đi. Tại hạ muốn báo cho các vị biết, đó là Lôi Đại Chiêu của Trung Nguyên Biêu Cục trúng thiền trúc thôi tâm độc đã được hóa giải rồi. Độc của Lôi Đại Ca làm cách nào hóa giải được? Các hạ nói như vậy là quá dư thừa. Ngoại trừ linh chi thiền trúc ra, không lẽ còn có loại khác có thể hóa giải được thiền trúc thôi tâm độc hay sao? Hảo tâm thiện ý của tại hạ chỉ có bấy nhiêu, xin được cáo từ. Thế nào, không được hảo tâm, không được hảo báo à? Các người lui đi. Dạ. Dạ. Như vậy thì còn được. Đại ca, Lôi Đại Chiêu đã được giải độc, không thể nào. Nhất định là dùng linh chi thiên trúc của mình. Đúng vậy, Triệu Thiên Hà nói táo giả lấy thiệt, nhất định là họ, nhất định là họ tự đạo diễn, giữ lại cái cành của linh chi thiên trúc để giải độc cho Lôi Đại Chiêu. Triệu Thiên Hà làm vậy, quả thật là hiền hả? Đúng vậy.
chuyện tới nước này không thể không nhờ lão tông chủ xuất quan. Lão tông chủ tới. Lão tông chủ, chuyện ngon hòa quá, sự tình là sao đây? Sự thật đã xảy ra chuyện gì? Bẩm lão tông chủ, Linh Chi Thiên Trúc bị trộm đi rồi. Người nói gì? Linh Chi Thiên Trúc đã kịp ổn rồi. Kiềm kiếm thế gia xưa nay nghiêm nhặt, không thể có chuyện như thế này xảy ra đâu. Linh Chi Thiên Trúc tại sao lại bị trộm? Còn còn mau đem câu chuyện bẩm rõ ràng nữa hả? Thiên Hầm, người quả thật là quá khinh khi người rồi. Tìm kiếm thấy già ta không hề lũi lập với người. Cha, nhị ca, đây là cổ tráng sĩ mà cũng là người đem Linh Chi Thiên Trúc tới giải độc cho anh. Cổ tráng sĩ, cái mạng của ta là do ngươi cứu lại, từ nay có chuyện gì sai khiến, xin cứ việc dặn dò, dù cho phải phó luôn cái mạng ta cũng không từ chối. Phó tổng bí đầu đã quá lời rồi, tại hạ làm như vậy chẳng qua chỉ vì đùa báo ân đức. Đại ca, lúc nãy khiến cho anh ô lô bận biểu, em thật cảm thấy nái vô cùng. Đừng nói như vậy, như ý nói vài ba hôm nữa ngươi sẽ được đi đứng bình thường, chỉ cần ngươi bình yên vô sự, ngoài ra mọi việc đều không cần. Thật ra ở trong thời gian này, người mà lo cho người nhất chính là Thanh Sơn với Mộng Kiều. Bẩm sư phụ, lão tông chủ Kim Kiếm Thế Gia đang mong phục bái. Lão tiền bối từ xa xôi tới, xin tha cho tiểu mẫu nghênh đón bất trường. Triệu Thiên Hào, lão phù tới không phải giao hữu với người. Người đã cấu kết nội ngoại tới Kim Kiếm Thế Gia của ta để trộm Linh Chi Thiên Trúc, ngươi còn có cho ta là tồn tại nữa sao? Linh Chi Thiên Trúc như tôi mang tới để giải độc cho Lưu Phó Tổng Bí Đầu. Với Triệu Tổng Bí Đầu tôi hoàn toàn vô can. Hơn nữa, Linh Chi Thiên Trúc thực tế không phải vì Kim Kiếm Thế Gia, đó là thuộc diện của cha tôi. Ê biệt, ngươi đang nói cái gì vậy? Tôi nói đó là sự thật. Linh Chi Thiên Trúc là do năm xưa chính cha tôi đã đi Thiên Trúc hái gì. Ngươi nên biết rằng hẳn đi Thiên Trúc là do ta ân phái. Đúng vậy, ở trong lúc ông bế quan luyện công mất đi liên lạc, ông đã hứa cho ông lên làm đốc sự. Nhưng sau khi cha tôi hái Linh Chi Thiên Trúc về, những gì ông nói ông đã quên hết tất cả. Tôi thì không có hiểu tại sao với một người công cán như vậy, tại sao vĩnh viễn là bị giam hãm không được gần ngóc đầu vậy chứ. Tôi hận, tôi rất là hận. Tôi hận lão tông chủ không giữ tín nghĩa. Tôi hận tất cả mọi người, khách đối chiêu cằn, không có ai ra gì. Ếm mồm, người ếm mồm cho ta. Không, tôi vẫn nói, tôi đang chờ cơ hội để mà trả thù. Tôi đưa hết hận cho cha tôi. Do đó, tôi mới đem Linh Chi Thiên Trúc giấu một nơi xa. Thì không ngờ những tên loạn cuồng khát máu đó, quả nhiên nó giết phụ nương mà người tôi yêu mến. Trong khi trong bụng của ta còn mang giọt máu của tôi nữa. Cho nên tôi mới quyết định đem Linh Chi Thiên Trúc đó mang tới cho lâu tổng phó bí đầu. Một mặt có thể tội nguyện cho từ nương tôi đền ơn báo nghĩa, còn mặt khác để các người chết lòng cái vụ này. Nổ cái phản bội khốn kiếp của bọn người đó, lão phù nhất định phải kết liễu người. Thể tha người xin cứu tha. Triệu Thiên Hào, chẳng những là ta giết hắn, mà cả người trung nguyên tiêu cục của bọn người ta cũng chẳng có tha cho ai. Phương Tây, Triệu Thiên Hào, trong lúc này rồi ngươi cũng nói được điều gì? Chẳng lẽ người muốn xin tha thứ hay sao? Không phải gian xin, tuyệt đối không phải gian xin. Triệu Mậu chỉ vì không muốn nhìn thấy cái thảm cảnh
máu chảy thành sông, sát ngươi đầy vậy. Cái cảnh tượng đó e rằng tránh không khỏi. Xin hỏi cổ lão tiền bối, lao sư động chúng thề này mục đích là sao? Dĩ nhiên là do các hạ gây ra, cũng chỉ vì linh chi thiên trúc. Dựng đoạt lại linh chi của thiên trúc, lão phù chỉ có thể khiến Trung Nguyên biêu cục phải nhận sự bại trận thê thảm. Nếu cổ lão tiền bối đã quyết định như vậy, tại sao không hòa hiểm thành gì? Hòa hiểm thành gì? Lão phù chưa có hiểu được ý của người. Rất đơn giản, cứ để Triệu Mậu với cổ lão tiền bối đơn đấu đi, để mình định thắng bại. Nếu như người thua, Trung Nguyên biêu cục để ông xử sự. Triệu Thiên Hào, người nói là thật chứ? Ta chính là tổng biêu đầu của Trung Nguyên biêu cục, dĩ nhiên nói là cam kết. Nhưng mà giả sử Triệu Mậu may mắn được thắng, ngươi muốn điều kiện gì? Triệu Mậu chỉ muốn đôi bên chúng ta từ đó dập tắt hết mọi quyết đấu, gạt bỏ hiểu lầm thị phi quá khứ. Lão công chủ, thanh triệu này gian manh xa nguyệt, dùng ý bất chính, đừng bao giờ nghe nói nha. Ngươi khỏi lắm chuyện, lão phu tự biết quyết định. Triệu Thiên Hào, ngươi tưởng ngươi có thể thắng được lão phu sao? Không, Triệu Mậu chỉ muốn nước tận hết khả năng. Triệu Mậu thân là tổng biêu đầu của Trung Nguyên biêu cục, dĩ nhiên gánh chịu hết mọi trách nhiệm, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đổ thắng. Được, lão phu chấp nhận sự độc đầu của ngươi. Chỉ cần ngươi thắng, tất cả mọi chuyện đều được chấm dứt. Lão phu cũng hy vọng nhanh chóng định ra địa điểm thời gian, đừng có hòng muốn kéo dài kiếm thuật. Thời gian quyết định đúng giờ thìn ngày mai. Vì để tránh mọi sự quấy nhiễu, Triệu Mậu xin lão công chủ quan sát địa điểm trước. Mời. Lão công chủ, coi chừng làm bậy. Dù họ có dân thiên la địa vọng, lão phu cũng coi như pha. Mời. Triệu Thiên Hào, ngươi với ta đã dứt khoát vậy rồi, hy vọng ngươi đừng có làm ô uế Trung Nguyên biêu cục. Cổ tiền bối yên tâm, Triệu Mậu nhất định dốc hết toàn lực. Cáo từ. Lão công chủ. Người cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của Trung Nguyên biêu cục đi. Dạ. Tiểu thơ, lão gia mời cô tới đó. Sang Sang, con tới đó hả? Nghĩa phụ. Giờ thìn ngày mai, Triệu Thiên Hào với lão công chủ của Kim Kiếm Thế Gia Cổ Ngọc quyết một tử đấu. Con nghĩ coi sự thật ai thắng ai bại đây. Theo con nghĩ, đó là một trận đấu kinh thiên động địa, khó mà phân được thắng bại. Sai rồi, hoàn toàn sai hết. Triệu Thiên Hào tuyệt đối không phải là đối thủ của lão công chủ. Dù cho hắn muốn hai người chết chung cũng đều không được. Triệu Thiên Hào nhất định bị bại. Hắn chắc chắn chết. Hắn nhất định phải chết. Hắn nhất định phải chết. Hắn nhất định phải chết. Con phải lập tức triệu tập hết tất cả nhân mã, cho Triệu Thiên Hào nằm xuống. Mình lập tức ra tay, máu nhuộm Trung Nguyên biêu cục. Chúng ta phải sang bằng Trung Nguyên biêu cục. Bất cứ ai liên quan tới Triệu Thiên Hào nhất định phải chết. Hơn nữa phải bắt họ chết một cách thê thảm. Như vậy ta mới hả giận, bớt đi sự căm hận trong lòng của ta. Ta chờ cái ngày này, ta chờ đã quá lâu, lâu quá rồi.
Sang Sang, con không phản bội ta chứ? Giờ con không dám. Sang Sang, ta biết ngươi là một đứa con hiếu thảo và cũng biết bụng dạ của con lương thiện, nhưng con đừng có quên rằng tánh mạng cả người nhà của con đều chết dưới tay của kẻ nào. Cái lưng của ta phải bị gù như thế nào? Con không bao giờ quên được. Tất cả đều là do Triệu Thiên Hào gây ra. Con biết được thì tốt. Vậy thì con chuẩn bị theo lời căn dặn của ta. Dạ, con biết rõ. Lão già, bộ ông còn chưa có tin tưởng tiểu thơ à? Im miệng. Ta đã căn dặn tuyệt đối không thể nói thị phi. Ngươi đã biết mà còn phạm lỗi. Lão nô biết lỗi, xin lão già bớt giận. Lần sau đừng có bao giờ phạm nữa. Phải lui ra, theo dõi hắn sát cho ta. Nếu thấy điều lạ phải lập tức báo cho ta biết. Dạ. Bàn Tại Thiên, Bàn Tại Thiên, mối nợ máu mà Triệu Thiên Hào mắc của ngươi, ta sẽ cả lời lẫn vốn đem về hết cho ngươi. Ta sẽ đốt hết Trung Nguyên biêu cục, trở thành một đống tro tàn, giết họ không còn một manh giáp. Huynh Long nói huynh kêu đệ có phải không? Vô trong đi. Đây là lần thứ nhì đệ tới phòng của huynh. Tất cả đều vẫn như cũ. Có lẽ qua ngày mai nó sẽ biến đổi hết. Trận chiến của ngày mai, không biết đại ca đã có đối sách nào thỏa đáng chưa? Ta không thể nắm được phần thắng, nhưng vì Trung Nguyên biêu cục, ta chỉ có nước đánh liều một lần. Đánh tới hai đàn đều chết, điều này ta đã nắm được 7-8 phần. Đại ca, đệ không biết phải nói như thế nào mới đúng. Tất cả đều ở trong sự yên lặng. Nhụy, ngươi khỏi cần có nói gì hết. Nhưng mà có một điều ngươi phải hứa với ta. Đại ca cứ việc căn dặn. Không thể vạch trần được bộ mặt thật của Tiếng Sáo Bí Ẩn, đó là sự ân hận nhất của ta. Sau khi ta đi rồi, ngươi phải tiếp tục điều tra để mà tìm ra nguyên hùng, để mà có sự giao phó cho những vong linh của các đệ tử đã nằm xuống. Đệ hiểu rồi. Đại ca, đệ nhất định điều tra tới cùng, phải tìm cho ra nguyên hùng. Ở trong cái hộp này đó là Thất Tinh Liên Hoàng Kiếm, với những kỷ lục bí cấp mà bình sinh ta đã trải qua nhiều trận chiến. Ở trong ba đứa ả đầu, ngươi cứ chọn một mà truyền cho nó. Những gì ta căn dặn đã căn dặn xong rồi. Ngươi đi đi. Đại ca. Đi đi, để đại ca yên tâm chờ đợi sự quyết đấu của ngày mai. Hư Mai, xin em mang cho anh sức mạnh để anh có thể phát huy được oai lực Trung Nguyên biêu cục. Hư Mai, anh sẽ gặp em nhanh lắm. Em có biết anh đang nói chuyện với em không? Thư Mai. Trời ngọ,
ta nhất định lấy cái đầu của Thiên Hào về đây. Trước khi ta chưa về, bất cứ ai cũng không có được hành động cẩu thả. Dạ. Đại ca, đại chiều, đừng có nói nữa. Cứ việc điều dưỡng cho tốt đi, còn có nhiều nhiệm vụ đang chờ người đó biết chưa? Sư phụ à, thôi đi. Các con nhất định phải nghe lời nhị thúc và tam thúc. Việc gì cũng phải bình tĩnh và sáng suốt. Tất cả đừng có mặt mày sầu thảm như vậy. Tổng yêu đầu đi xuất chiến, mình vẫn nên vui mừng tiễn được mới đúng. Đúng, tất cả đều phải hớn hở vui cười để tiễn đưa tổng biêu đầu đi xuất chiến. Cùng tổng tổng biêu đầu. Chờ con mong chờ đi sớm về sớm. Thiên Hào, người quả thật đã chọn lựa một chỗ quyết đấu đúng đắn. Bình sinh của Triệu Mậu được đấu một trận cuối cùng với cổ lão tiền bối, lấy làm hân hạnh. Nếu như người đã biết trận đấu cuối cùng thì đừng có khách sáo, mau rút kiếm đi. Mời. Thiên Hào, bây giờ ta đang chờ thất tình tuyệt chiêu của ngươi. Ta đã 20 năm này chưa sử dụng tới thất tình tuyệt chiêu. Ngày hôm nay đúng là một cơ hội hiếm có. Đã như cơ hội hiếm có, ngươi còn chờ cái gì nữa? Cứ đánh đi. Thiên Hào, thì ra thất tình tuyệt chiêu của ngươi chẳng qua là như thế, khiến ta thất vọng quá.
rồi. Tại sao cái chiêu của ta cũng theo sức của ta? Không được, nhất định phải vận hành, nhất định phải vận hành. Trời, đừng bao giờ ở trong lúc này mà tẩu hỏa nhập ma. Ta không thể thua, ta không thể thua được. Đừng có thương xót lão phu, mau giết ta đi, hãy mau giết ta đi. Thời ngoại sắp tới, lão công chủ sắp trở về, tất cả chuẩn bị hành động. Dạ. Dạ. Triệu Thiên Hào, sự thật ngươi đi dùng thủ đoạn hèn hạ gì, làm cái lão công chủ ta như vậy hả? Tất cả xông lên, giết Triệu Thiên Hào. Mau ngừng tay. Lão tông chủ, sự thật là sao vậy chứ? Ý trời, đó hoàn toàn là ý trời. Trời khiến ta bại hoại, mà cũng khiến ta thất tỉnh, giác ngộ. Lão đại, căn dặn tất cả kim kiếm thế gia từ nay bế môn kiểm lỗi, phong tỏa vô kỳ hạn. Còn nữa, kim kiếm thế gia, mọi sự ân oán với Trung Nguyên biêu cục nay chấm dứt hết. Dạ lão tông chủ. Cần căn dặn, lão phu đã căn dặn xong. Triệu tổng biêu đầu, xin hãy về đi. Thật cảm ơn cổ lão anh hùng trộn diện. Triệu tổng biêu đồ, xin hãy chuyển lời ta với cổ quân. Cứ nói lão phu có lỗi với hắn, mong hắn trở về kim kiếm thế gia. Lão tiền bối yên tâm, tôi sẽ truyền lại lời đó. Cáo từ. Im lặng. Triệu Mậu hôm nay có thể bình yên trở về, nguy cơ của Trung Nguyên biêu cục mới được hóa giải hết. Đó là trời đã giúp ta thiện tâm thiện báo, đó chính là lý lẽ được giúp. Ở đời hành sự luôn phải có cái quan niệm không trái ngược với lương tâm, đừng tạo sự ác nghiệp thì sẽ tránh được mọi ác quả. Tất cả phải nhớ kỹ ở trong lòng, không có được lãng quên. Cổ tráng sĩ, tổng bí đầu, lão tông chủ nói có lỗi với người, người trở về kim kiếm thế gia đi. Lão tông chủ, có lỗi, cổ quân không nên ghi khắc oán hận, càng không nên xả ơn báo oán, tự giấu Linh Chi Thiên Trúc. Nếu không, lão tông chủ không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Cổ quân có lỗi với lão tông chủ, xin lão tông chủ giáng tội. Ta không trách người, quả thật ta có hứa với cha của người, chỉ cần hắn hái được Linh Chi Thiên Trúc thì ta sẽ lên cho hắn thiếu chủ. Nhưng tại ta lại làm mất uy tín đó, khiến ta có hậu quả như ngày hôm nay, hoàn toàn là do ta tự chuốc lấy, không oán trách được ai. Lão tông chủ,
Người đứng dậy đi. Bắt đầu ngày hôm nay, người vẫn là kẻ quản sự kim kiếm thế gian. Cảm ơn lão tông chủ. Ta tưởng Triệu Thiên Hào chắc chắn phải chết, nhưng lại không ngờ tên lão đầu của kim kiếm thế gia đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma. Đúng là người tính không bằng trời định. Triệu Thiên Hào thắng được trận đó có những người tốt số, ta không có tin lần nào ngươi cũng được may mắn cả. Ngươi... Sang Sang, ta kéo ngươi tập trung hết nhân mã, đã tới đủ chưa? Dạ đủ hết rồi. Tốt lắm. Nếu như ta không đoán lầm, bây giờ Triệu Thiên Hào nhất định sẽ quay ngược đầu đối phó với mình. Mình cứ để thuận nước thuận chiều, gài hắn xa vào bẫy lưới. Tiếng sáo bí ẩn đã làm sóng gió đầy thành, thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Bây giờ lập tức hành động, người với ta phải bàn thảo kỹ cái đối sách đối phó. Bắt cướp nên bắt đầu não, trước hết phải lôi người chỉ huy ở đằng sau ra. Nhị ca nói đúng lắm, nhưng đằng sau của tiếng sáo bí ẩn đó thật đã tồn tại một sức mạnh vô song. Nếu như muốn bắt được người thao túng ở mặt sau, không phải nhất thời có thể làm được chuyện đó đâu. Đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ ra một người. Nếu như mình có thể mời được hắn, sự việc sẽ dễ dàng hơn. Đại chiều, người nói đó có phải là hảo tâm nhân không? Đúng rồi đại ca, mình đây đúng là anh hùng có quan niệm giống nhau. Kẻ có cái tên hảo tâm nhân gì đó, dường như hắn quá am hiểu về mình. Cả cái chuyện tôi trúng độc hắn cũng hiểu rõ hết. Nếu như hắn không có vấn đề, chém chết tôi cũng không tin. Ta cũng cho rằng hảo tâm nhân đó và tiếng sáo bí ẩn liên can chặt chẽ, đúng là chủ yếu. Được, mình chống đối hảo tâm nhân này trước chuyện cám dỗ, tin chắc rằng sẽ có thu hoạch rất lớn. Khi ta của cô bây giờ vượt mức tưởng tượng, bây giờ đã khá lắm. Người ta luyện tập thế nào mắc mới gì tới người chứ? Hình như người cũng lắm chuyện quá rồi đó. Ấy, không phải nói vậy đâu, dù sao đây nữa cũng dạy cô dạy chiêu mà. Cô tập được vượt mức, tư mã của mình tôi cũng rất là sáng mặt. Người đừng có ở đó mà nói bậy. Cho dù hôm nay ta luyện được tốt, cũng là nhờ tâm trạng ta thoải mái thôi. Tâm trạng cô thoải mái, có phải là cha cô đã thắng mà còn giải trừ hết tất cả hay không? Giải tỏa nguy cơ cho Trung Nguyên biên cục phải không vậy hả? Coi như là người nói đúng. Nếu như không phải, ta không thèm dòm ngó tới người đâu. Nhận lên cô nương, cái chuyện mà cha của cô đấu với lão công chủ kim kiếm thế gia, tôi đây quả thật không thể nhúng tay. Chẳng lẽ có gì chuyện đó mà giận tôi hay sao hả? Ta đã dư hiểu tại sao cái chuyện đó ngươi không thể nhúng tay. Và ta càng hiểu rõ thứ bạn bè như ngươi ta không thể nào kết giao. Đã như cô đã biết được tôi, tại sao cô vẫn còn hù tôi mà không cho tôi cơ hội vậy hả? Vậy mà ngươi còn dám nói? Lần đầu tiên ta nhờ giả tới ngươi mà ngươi lại không nể tình. Thứ bạn như vậy hả? Ta không quen cũng đâu có sao. Nhãn Linh cô nương, bây giờ thì tôi có thể giúp cho cô về một vài chuyện nhà. Ta không cần đâu. Cái chuyện nhà này không phải là một chuyện tầm thường, chẳng những nó liên quan tới cha của cô mà còn liên quan tới an nguy của Trung Nguyên biêu cục nữa. Thiệt sao? Chẳng lẽ tiếng sáo bí ẩn đó cô chưa thiệt hay sao? Ngươi định nhúng vô như thế nào? Cười cái gì chứ? Ngươi điên hả? Nói đi, ngươi làm sao giúp cho ta đây hả? Chỉ cần dịch tận được cái thân thế của kẻ hảo tâm nhân thì sự thật được rõ ràng hết. Cho nên tôi định ra tay từ nơi hảo tâm nhân. Ê, 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 ta kêu ngươi, ngươi không nghe hả? Ngươi điếc rồi sao? Kêu tôi hả? Tôi đâu có tên là Ê đâu. Được rồi, thì ta kêu ngươi là Tư Mã Bắc Bình, vậy có được chưa?
Giờ tôi đại khái một chút. Sao hả? Kể tôi có chuyện sao? Ta đang nghĩ ta có thể cung cấp một chút tài liệu cho người về hảo tâm nhân này. Cô cứ nói thử coi. Mấy lúc trước đây ta luyện kiếm ở Hậu Sơn, quen biết với một cô gái tên là Điều Sang Sang. Chúng ta gặp nhau như là thân thiết lắm. Nhưng mà con người cổ yếu nhược, nhiều bệnh, không bao lâu cô nói là không được khỏe phải đi về. Sau đó hảo tâm nhân này đến gặp cha của ta, vô tình ta lại nhìn thấy được, ta phải hốt hoảng lên. Tại vì mặt mày của hảo tâm nhân này giống hình như là Đường Sang Sang vậy. Thì cô nói đó, cái hảo tâm nhân này có lẽ là Đường Sang Sang. Ta không dám khẳng định, nhưng mà họ thì là giống nhau lắm, như là một khuôn đúc ra vậy đó. Rất tiếc cô và Đường Sang Sang chỉ là quen nhau sơ sơ, ai là có thể chứng thực. Không, cổ đã từng cho ta biết cổ đang ở đâu. Ta biết chỗ ở của cổ. Nhận lên cô nương, cô đủ gan dạ không vậy? Ta không sợ trời không sợ đất, ngươi nghĩ có đủ gan dạ không? Nếu như tôi nhờ cô luyện vô hàng phục đem dò cái bãi của Đường Sang Sang, cô có dám hay không? Sao lại không dám? Được, vậy thì mình đi chung đi. Cô tầm sáng, tôi tầm tối, bên kia hai ngã, thế nào? Được. Nè, mua vô đi. Cái này được nè, trong đó có được cái này nha, cảm ơn. Mua vô đi, vô đi, đại hạ giá này, đùa đi. Mua vô đi nha. Nước đổ xuống thác, mây trắng lững lờ. Chuyện đã tới trước sau gì phải tới mà thôi. Ngươi tìm ai? Ta tên Triệu Nhãn Linh, muốn gặp Đường cô nương Đường Sang Sang, xin nhờ lão bá thông truyền. Được, đi theo ta. Dạ. Triệu cô nương, không ngờ cô lại tới tìm ta. Không ngờ mà tới, còn có thế tôi mặt mũi lắm không? Đâu có dám, tôi mừng cô không kịp nữa. Mời ngồi. Xem ra Đường cô nương đã khỏe nhiều lắm, chắc là lúc này cũng đỡ nhiều rồi chứ. Nhờ phước của cô, lúc này tôi đỡ lắm. Vậy thì tốt. Mời dùng trà. Cảm ơn đại thẩm. Tiểu thơ, con cá mà tự sa vào lưới đó, có nên làm thịt nó hay không hả? Một lát rồi mới tính. Bà đi ra ngoài đi. Tôi mới tới nhà của cô, đã thấy nhà của cô trang trí thanh nhã lịch sự. Cô có thể dắt tôi đi xem qua được không? Thật ra cũng không có gì đáng coi. Hay là mình đánh một bàn cờ nha. Tôi đánh cờ dở lắm. Đánh cờ với tôi không có vui đâu. Tôi cũng không cao tới đâu. Mình cứ đánh một bàn đi. Vậy được. Ta có nên giết cậu không? Ta làm như vậy có được không? Cô cao siêu, tôi chịu thua rồi. Đó chẳng qua là ta hên thôi. Nếu như phải đánh đúng cách, ta không biết có thắng được cô hay không. Trước khi ta còn chưa thay đổi ý định, để ta đưa cô đi ra. Thay đổi ý định gì? Không có gì hết. Vậy đi. Sang Sang cô nương, từ nay tôi có thể tới gặp cô được không? Mong rằng chúng ta còn cơ hội đó.
Triệu cô nương, chỉ như vậy là cô muốn trở ra hả? Triệu cô nương, chỉ như vậy là cô muốn trở ra hả? Ngươi là ai? Ta là ai? Diễn viên quả thật là mừng. Đại ca, diễn viên chạy. Sao sao cô nương, ông như phụ dẫn bố chịu nhận linh bái kiến bá phụ lão già. Tại con người nói sao? Mới đây là cô đi về sao sao con không tiếp đại khách cho đàng hoàng hay sao? Chị cô nương tới đây là muốn rồi, con sợ là gia đình của cổ lo lắng cho cổ cho nên kêu cổ đi về sớm. Cậu vẫn còn cơ hội tới đây nữa mà. Nếu làm như vậy, ta cũng không cần đơn cô. Tiễn khách đàng hoàng cho cha. Dạ. Chúng ta đi. Đường cô nương à, nghĩa phụ của cô sao vậy hả? Ông là một người bất hạnh, tất cả đều do tôi mà ra. Triệu cô nương, tôi không tiễn nữa, trên đường cẩn thận. Tôi biết rồi, chào cô. Người muốn lẻn vào đường gia? Đúng là như vậy. Hận tiêu khách, nếu như người không làm như vậy, có lẽ người còn có thể giữ lại được cái mạng. Thiệt không ngờ người lại chê sống dài. Vậy được, nếu đã như vậy, ta sẽ trọn vẹn cho người. Người hãy quay đầu lại coi thử. Nam Công Quả, Hoa Sơn là quái. Ai vậy đuổi chiếm một nước nổi làm quái kiệt? Tại sao lại ở chung một nơi vậy? Nhãn quan của người thiệt là sáng suốt, biết nhận xét ra bọn hắn. Nhưng mà Hoa Sơn lão quái cũng được, Võ Lâm quái kiệt cũng được, bây giờ họ chỉ biết trung thành với lão già của ta. Những kẻ như vậy còn nhiều lắm đó. Hận tiêu khách, nếu như người đối phó nổi với họ rồi lẻn vô đây cũng chưa muộn mà. Hận tiêu khách, người cứ chạy đi, dù cho người có chạy tới đâu cũng không thể nào tránh được họ truy sát. Đừng chạy. Nếu không nghe rằng ở trên góc này đã tiêu mất việc hận tiêu khách ta. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Ngươi đừng quên rằng ngươi đã từng cứu tư mã của mình ta đó mà. Cả Võ Lâm quái kiệt, Hoa Sơn lão quái,
đó là Võ Lâm chánh phái đều đã bị khống chế lợi dụng, đủ cho thấy Đường gia cao siêu tột độ, thế lực hùng mạnh. Theo ta nghĩ đó hả, đối với Đường gia hiện tại chỉ có nước âm thầm hành động, không được giao tranh trực diện, đợi khi nào rõ cái tay của họ rồi mới có thể đánh thẳng. Vậy thì chia nhau tiến hành, huynh nghĩ như thế nào? Quyết định vậy đi. À nè, ta nghĩ tiếng sáng bị ăn đó liên quan thâm sâu với người. Sự thật người đó là ai vậy? Có thể tạm thời cho tôi giữ bí mật được không? Nhân viên Sang Sang, anh gặp đại quan quan nào? Anh có nào? Anh có quyền trở về với anh không? Đại ca của anh có quyền trở về, nhưng mà anh đã từ chối rồi. Sang Sang, em hãy yên tâm, bất luận thế nào anh cũng không bao giờ được sai em. Em biết tình cảm của anh và đại ca của anh gắn bó lắm, nhưng anh không nên nói gì em. Nhưng em cảm thấy ai nhỉ? Anh biết đại ca của anh đau lòng lắm, nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Sao sao, ở trong thâm tâm của anh, em quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần em sống thoải mái, em sống được hạnh phúc, em cam chịu phó ra tất cả. Nhưng Kim, cảm ơn anh, em đã mang lòng cho anh quá nhiều. Đã như mình thương nhau thì phải chấp nhận hy sinh với nhau, bỏ ra mọi giá, có đúng không? Em cũng hy vọng là mọi việc sống được vậy nhé. Ở trong lúc càng căng thẳng khẩn trương, em càng thấy bàng hoàng, càng thấy mâu thuẫn, giống như là đang bị nhiều áp lực đè nặng. Sao sao, em nhất định phải kiên trì. Để khi trả thù xong, mình rời khỏi chỗ này đi nơi khác. Mình có thể sinh con đẻ cái, sống cuộc đời hạnh phúc riêng của mình. Hy vọng cái ngày đó sẽ sớm đến với chúng ta. Ta bảo đảm nhanh thôi. Nghĩa phụ. Viên phụ. Sang Sang, Viên phi, bộ các ngươi nghĩ ta là một kẻ mất uy tín hay sao? Vậy thì đúng rồi. Chỉ cần đưa Triệu Thiên Hào về Tây Thiên, đồng thời sau khi đốt sạch Trung Nguyên biêu cục, ta bảo đảm các ngươi sẽ được toại nguyện, lập tức hoàn thành trung thân đại sự. Không thể nào luyện được nữa đâu. Phải rồi, nhị thúc à, chờ cái chân lạnh lại rồi luyện cũng chưa có muộn mà. Các người nói gì vậy? Chê ta hả? Bị thương như vậy không thể cản nổi được ta đâu. Võ nghệ của ta bỏ bê lâu quá, nếu mà không luyện thì làm sao trả thù rửa hận được chứ. Nhưng mà đừng có nhân nữa, đừng có lo thế ta. Như ý à, sự thật có chuyện gì đây? Người có việc nói ra đi, đừng có ngại. Được, vậy đệ xin nói thẳng. Xin đại ca cho đệ biết, đại tỷ hồi còn sống thích nhất cái bản đó xuất xứ từ chỗ nào.
Phải nói với tiếng sáo bí ẩn giết người thê thảm của Liên Can sao? Chẳng những có Liên Can, thậm chí nó còn có thể bộc lộ hết mọi sự mê hoặc ở chính chỗ đó. Cho nên đại ca, xin hãy cho đệ biết. Lẽ ra ta cũng chẳng muốn nói đâu. Đã như nó quan trọng quá thì ta phải nói mới được. Bản nhạc này có cái tên là Bướm Nhẫn Qua, sau đó thư mai đã sửa thành là Khuyên Quân Khúc. Khuyên Quân Khúc à? Sở dĩ thư mai sửa tên nó là Khuyên Quân Khúc, dụng tâm của cổ là khổ não. Bà đã khuyên ta hãy cẩn thận muôn bề, cẩn thận bạn bè. Tại sao như vậy? Cái mặt trái của nó tồn tại là một sự quá khứ khiến người ta thương tâm đau lòng. Người làm Khuyên Quân Khúc này chẳng là ai, đó chính là lừng danh nhất thời Bàn Đại Thiên, Như Bi La Hán. Bàn Đại Thiên, Bàn Đại Thiên, Bàn Đại Thiên là một kẻ nam quyền bất triết, văn võ song toàn, tài hoa bỉ chữ, đúng là võ lâm kỳ tài hiếm có trên đời. Bàn Đại Thiên ngoại trừ cầm kỳ thi quả, môn nào cũng tinh siêu. Hắn ta đã luyện được võ nghệ phi phàm, nhất là cái chiêu Tu La Thất Đạo, lúc bấy giờ ít ai có thể địch lại nổi được. Vậy thì đại ca làm sao kết giao với Bàn Đại Thiên? Lúc bấy giờ ta tuổi trẻ háo thắng, lúc đó ta với hắn có sự nghi kỵ lẫn với nhau, cho nên muốn quyết định đấu võ để mà kết bạn. Cùng Trung Nguyên nhất kiếm của ta thắng hắn một nấc, nhưng mà đối với Tu La Thất Đạo, lúc bây giờ của hắn đó, ta vẫn kiêng nể lắm. Hơn nữa ta còn khâm phục, khiến Bàn Đại Thiên đã hết nghi kỵ. Từ đó về sau chúng ta đã trở thành bạn bè thâm giao. Lúc ta và chị cả của ngươi thành hôn, hắn thổi bản Bướm Nhẫn Qua này làm quà kính. Mãi cho tới lúc đó, ta cùng với hắn vẫn còn là bạn bè thâm giao lắm. Thật không ngờ, ta thiệt không thể nào ngờ, đằng sau lịch sự nhã nhặn của Bàn Đại Thiên đó lại quả nhiên là một kẻ tiểu nhân nham hiểm thâm độc. Sau đó sự thật đã xảy ra chuyện gì? Bàn Đại Thiên có một em gái họ tên là Diễm Hồng. Bàn Đại Thiên với cổ thương nhau tha thiết. Lúc đó ai cũng tưởng rằng Diễm Hồng sẽ lấy Bàn Đại Thiên. Một điều khiến người ta ngạc nhiên, Diễm Hồng sau đó lại gả cho em họ của Bàn Đại Thiên là Bàn Nghĩa. Chẳng bao lâu trong võ lâm lại xảy ra liên tục những vụ án khiến cho người ta kinh hoàng. Kẻ bị hại đều là những cô gái kết hôn chẳng có bao lâu. Một điều khiến người ta khó hiểu là tất cả những cô bị giết đó trong tay đều cầm một đóa hoa mai, đó là ám hiệu của Tu La. Có chuyện như vậy thật sao? Sau khi những vụ án đó xảy ra, theo như sự căm phẫn của võ lâm, không có ai có thể biết được sự thật là ai gây ra cái vụ này. Mãi cho tới sau khi vụ án mạng thứ 13, cuối cùng có một sự trả lời khiến người ta không thể tưởng tượng. Diễm Hồng đứng ra chỉ chứng, chính Bàn Đại Thiên là một kẻ hung thủ giết người tàn bạo khát máu. Nếu như đệ đây đoán không lầm, sở dĩ Diễm Hồng không chịu nhận lời lấy Bàn Đại Thiên, bởi vì cô ta đã biết trước được ác tình tàn bạo khát máu của hắn. Còn Bàn Đại Thiên chuyên môn ra tay ở nơi phụ nữ, tin chắc đó là sự trả thù của tính cách bệnh hoạn, để trả cái hận bất mãn Diễm Hồng không chịu lấy hắn. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi Bàn Đại Thiên đã hiện rõ ra hết nguyên hình, cả võ lâm đều căm phẫn lắm.
do ta với bạn đại thiên có tình cảm sâu sắc. Lúc đó có người bắt mộng bắt gió gọi trách ta thưa biết bạn đại thiên là hung thủ mà lại không tìm cách bắt giữ. Ta vì tỏ vẻ ngay thẳng, càng phải vì bảo vệ chính nghĩa duy trì công lý, tự đứng ra lãnh trách nhiệm truy lùng bắt đại thiên để mà tiêu diệt hắn. Nhưng mà bạn đại thiên đâu có phải là kẻ yếu kém. Một cây chu la đào trong tay của hắn đã xông phá tất cả mạng lưới mà chúng ta đã dập. Tại đó rồi, hắn chết chẳng bao lâu, thư mai đem bài bướm dẫn qua sửa thành khuyên quân khúc, cần nhắc ta từ đây phải cẩn thận kết du bạn bè. Về chuyện này, đó là ở trước khi ta với người lẫn đại chiều kết thành anh em. Như ý, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Nhãn Linh nói, nghĩa phụ của Đường Sang Sang mà cũng là chủ nhân của gia đình đó nữa. Để nghi ngờ kẻ này với Vô Ảnh Phi Đao Phi Băng nói đó cũng là chung một người. Càng nghi ngờ, hắn là hóa thân của bạn Đại Thiên. Không thể nào, chính mắt ta thấy bạn Đại Thiên đã chết rồi, không thể nào chết sống lại được. Nếu hắn không phải là bạn Đại Thiên thì tại sao hắn lại biết hết mọi việc của đại ca, mà sao lại biết thổi bản khuyên quân khúc? Nghe người nói như vậy đã cảm thấy nhiều nơi nghi vấn rồi. Xem ra phải để ta đích thần tới Đường gia một lần mới có thể dẹp trần hết mọi sự nghi hoặc. Làm như vậy thật là quá mạo hiểm. Dù lớn cách mấy phải nhất định làm như vậy, nếu không sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời được. Hơn nữa, chúng ta tấn công vào hang nguyệt của đối phương, có lẽ ta sẽ có sự thu hoạch ngoài ý muốn. Và để chứng thật, như Nhãn Linh đã nói, không vô hang hùng, chẳng được hùng còn. Như ý à, nhớ căn dặn hạ thủ, đừng bao giờ tiết lộ bí mật. Nếu không, những gì mà ta dự tính đó sẽ phí công hết. Xin đại ca yên tâm, để biết phải làm cách nào rồi. Vì để che giấu hành động của tổng biêu đầu xuất kích, tất cả hành động yểm trợ đó phải âm thầm tiến hành. Nếu như gặp được kẻ nào có ý muốn báo tin mật cho Đường gia biết, nhất định phải tìm cách ngăn cản. Dạ. Bây giờ bắt đầu hành động. Dạ. Một mình Triệu Thiên Hào lại rời khỏi biệt cục. Hơn nữa, hành động của ổng thì là bí ẩn kỳ lạ. Có khi nào ổng tới Đường gia của mình hay không? Nè, rất có thể đó. Nếu không, mau về báo tin đi. Em giam họ vào trung nguyên biêu cục. Dạ. Làm phiền thông báo, Triệu Thiên Hảo của trung nguyên biêu cục cố tình bẩm báo. Triệu Thiên Hảo, hắn một mình một mạng tìm lên dưới đây,
trộm nhà có mục đích gì chứ? Lão già, thật ra có cho hắn vô hay không? Một con cá vừa mập vừa to đã tự động dâng tới thì ta đâu có dễ dàng để cho nó sống được. Nếu vậy, lão già xin cứ cẩn trọng. Ngươi cứ ra gặp Kiện Thiên Hào để cho hắn biết thử như gia kiếm của ngươi, sau đó mới cho hắn vô. Cứ làm như vậy, ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Dạ hiểu, Miêu Phụng đã hiểu. Ừ, vậy thì đi đi. Dạ. Bàn đại thiên, bàn đại thiên, thủy chung ngươi đã chờ đợi đến ngày hôm nay. Triệu Thiên Hà, Triệu Thiên Hà, ngươi không thể làm cho ta hết căm thù. Triệu Thiên Hào, mình lại gặp nữa rồi. Thì rồi ta vội đi trấn vàng, ngươi đã cố ý cản thời gian ta. Hiện tại ngươi lại muốn chơi cái trò đó nữa, có phải không? Không sai. Ngươi muốn gặp lão già với tiểu thơ của ta chứ gì? Được thôi, nhưng mà trước khi vào đó, ngươi phải qua ải của ta. Miêu và Kiếm, tin chắc người lạ Miêu Phụng đã mất tích trong giang hồ nhiều năm. Coi như người cũng có nhãn quan. Lời dặn của ta, các người có thể làm được không? Nghĩa phụ yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời của nghĩa phụ. Nghĩa phụ, con cũng đang chờ cái ngày đó. Con phải khiến cho Triệu Thiên Hào vô đây được chứ không ra được. Hay, hay lắm. Các người ra chuẩn bị đi. Dạ. Dạ. Miêu và Kiếm, ta đã thấy rồi. Triệu Mậu có thể đi vô gặp chủ nhân của người được chưa hả? Người đừng có đắc ý quá vội. Muốn gặp lão già của ta, phải gặp tiểu thư của ta trước. Cứ việc tự nhiên. Vậy thì xin mời dẫn đường. Hoàng Mai, ta thấy Hoàng Mai đã có ám ảnh, mà bây giờ họ lại vẽ đầy Hoàng Mai, rõ ràng là muốn nhiễu loạn tâm trí của ta, đủ cho thấy họ quá am hiểu ta rồi. Lão già quả thiệt là cao siêu, biết rõ được Triệu Thiên Hào ám ảnh về Hoàng Mai, đã tạo cho hắn bàng hoàng khủng hoảng, con người mất hồn mất vía, sa sút hết tinh thần. Xem ra chuyến này cho dù chấp cánh cũng khó mà bay, thoát không nổi bàn tay của lão già đâu. Triệu tổng tiêu đầu, tại sao lại không có vô? Không lẽ ông đang sợ cái gì à? Nếu như phải sợ thì Triệu Mậu không có tới đây đâu. Đừng có nói gì nữa, đi đi. Tiểu thư ở đằng kia, muốn gặp thì đi đi. Đường của đường, xin tha cho Triệu Mậu mạ muội làm phiền. Triệu tổng đi đâu? Ông đã quá khách sáo rồi. Hôm nay ông chịu tới đi, đó là một sự hãnh diện của đường gia. Triệu Mậu mạo phạm tới đây là vì có nhiều cái nghi càng cần phải giải tỏa. Đường của đường có thể cùng với Triệu Mậu nói cho rõ ràng không? Nói cái gì đi? Nói hảo tâm nhân phải không? Đúng vậy, ta chính là hảo tâm nhân. Triệu tổng điều đầu, ông đã thỏa mãn rồi chứ? Đường của đường nữ giả thành trai, tự báo tình tốt, mục đích cũng chỉ là muốn dò thám nội tình, nhiễu loạn Trung Nguyên biêu cục, có đúng vậy không?
Nếu nói vậy thì ông đã đảo lộn thị phi hết rồi. Tất cả mọi việc xảy ra đó tôi đã báo trước, như vậy không phải là thiện ý thiện chí sao? Tại sao Triệu Tổng Miêu Đầu lại không chịu coi đó là sự thật? Hư thật thế nào nói nhiều vô ích. Cái quan trọng là kính xin đường của đường làm sáng tỏ cái vụ tiếng sáo bí ẩn đó. Muốn biết thật ra tiếng sáo bí ẩn là của ai chứ gì? Chính Triệu Mậu về cái đó mà tới đây. Nếu là như vậy ta cũng không giấu người nữa. Nhiên Phi, hãy tới đây để gặp Triệu Tổng Miêu Đầu đi. Người là tiếng sáo bí ẩn à? Phải thì sao chứ? Vậy thì khuyên quân khúc đó ở đâu mà ngươi có? Tại sao mà có cái đó không quan trọng? Về cái điều đó tôi không cần thiết phải báo cho biết. Được, vậy ta hỏi người, Triệu Mậu với người đúng là chẳng có thù, ngồi chẳng có hận, tại sao ngươi phải dùng tiếng sáo bí ẩn đó như phe giết hại đệ tử Trung Nguyên Biên Cục của ta? Thậm chí cả những người không liên can ngươi cũng không bỏ qua. Tất cả đó chỉ là vì sang sang. Đường cô đường, hắn nói đó có phải là sự thật không? Đúng vậy, tất cả cũng chỉ vì ta. Cái đó lại là như thế nào? Tại vì ta bắt người nợ máu trả máu. Nợ máu? Nợ máu gì đây? Chuyện tới nước này ta cũng nên nói ra hết mọi sự việc. Triệu Thiên Hầu, chắc ngươi vẫn còn nhớ một người tên là Đường Nghĩa chứ? Đường Nghĩa? Dĩ nhiên là nhớ. Hắn là một người bạn thân nhiều năm trước đây của Triệu Mậu. Ta tin chắc ngươi vẫn còn nhớ Ánh Hồng chứ hả? Cổ là vợ của Đường Nghĩa, đã như hai vợ chồng của hắn đó cũng thường có qua lại. Đường của Đường, cô với họ đã có quan hệ như thế nào? Đường Nghĩa là cha của ta, Ánh Hồng là mẹ của ta, và Triệu Thiên Hạo người là hung thủ đã giết hại họ. Ngươi chẳng những giết hại cha mẹ ta mà luôn cả những người ở trong nhà họ Đường, tổng cộng 17 người đã đều hoàn toàn chết dưới tay của ngươi. Cái đó là thế nào? Triệu Mậu đâu có thể làm chuyện tán tận lương tận mất lý trí. Triệu Thiên Hồng, bằng chứng rõ ràng, ngươi còn hùng biện nữa. Cái gọi là bằng chứng của Đường cô nương là ám chỉ gì nữa đây hả? Ở trong cái quạt giấy này đã có bút tích do chính ngươi đề ra. Trong khi cha ta chết thê thảm, trong tay vẫn còn cầm cái quạt này. Không lẽ cái này còn chưa đủ để chứng minh sao? Cây quạt giấy này quả thật chính của Triệu Mậu đây, nhưng cô không thể nào dứt khoát khẳng định sự thảm sát của nhà họ Đường là do Triệu Mậu gây ra. Triệu Thiên Hồng, nếu như ngươi chịu thừa nhận thì ta thán phục ngươi là một hảo hán dám làm dám chịu. Không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ từ chối một cách trắng trợn. Ngươi rõ ràng là tôi đáng chết. Đường cô đường, cô hãy nghe tôi giải thích đi. Không cần. Diên Phi, hãy giúp cho em một tay. Ngươi đã nhiều phen phá hoại đại sự của ta, ta đã muốn thu thập ngươi từ lâu. Bữa nay ta sẽ đưa ngươi về chầu Diêm Vương. Đối loạn tất cả, không thể phát huy được chiêu kiếm. Xem ra hôm nay Triệu Thiên Hào chắc chắn phải chết. Hey!
rồi? Không có sao, chỉ bước quá là hồi nãy hơi hao sức, cho nên. Sao các người không đuổi theo? Nhưng khi đã bị thương rồi, lão già đã phải gian nan lắm mới bố được cái trận này. Không lẽ phải công giả trang hay sao? Sức khỏe của viên công tử quan trọng hay là đuổi theo họ quan trọng? Nếu như muốn đuổi, bà đuổi theo đi, mình đi. Người nói vậy là sao? Nếu như lão già trách phạt, ta làm sao mà gánh nổi? Không cần bà bận tâm, về mặt nghĩa vụ tự ta biết giải thích. Cái con ả đầu này càng lúc càng bướng bỉnh, cũng là tại lão già đã chịu nó tới hư. Thế nào, không dám đuổi theo nữa sao? Thì không ngờ thần tiêu hiệp sĩ lại là cái thứ đồ vô dụng hèn nhát hả? Ngươi đã từng xa xôi tới kim thần lên, chẳng qua chỉ muốn tìm lại Diêm Phi mà chính thức khống chế Diêm Phi đó đang chờ ngươi ở trong động trước mặt ngươi đây nè. Ngươi vô đây đi, không lẽ không cảm thấy hối hận hay sao? Vừa rồi không phải đã có người nói cho người biết ta là kẻ đã khống chế Diêm Phi à? Bọn ngươi đã dùng sắc giới miệng và khống chế em của ta là Diêm Phi. Như vậy thì đã quá hả Lưu Đề Tiện? Một kẻ luyến tình, một kẻ luyến ái, đó là do bọn nó cam tâm tình nguyện, không thể trách ta. Chuyện đã qua rồi thì bỏ mặc hết đi. Tao đã xin người từ nay về sau muốn ra đi Diêm Phi không? Đâu có dễ dàng. Dù cho ta có chịu, tù đạo của ta cũng chẳng chịu. Tù là đạo? Đúng vậy, đúng là tù là đạo. Chẳng lẽ ngươi là giữ vi tù là bà đại thiên? Ngươi nói đi. Ngươi đừng móc méo sự thật. Thật ra ngươi là ai? Của ta thì sẽ biết rõ hết. Sát khí nặng quá, xem là kẻ này khẳng định là tu la viện mạng đạo. Ta vẫn khắc mắng giết người như ra là bạn đại thiếu. Có cái cơ hội này, đó là tưởng ngươi chút lấy. Điều dạng trước mặt của người, người muốn hiểu thì cứ vô. Thằng tiêu hiệp sĩ Diên Tiền đỡ không nổi của ta ba chiêu. Triệu Thiên Hào, để ta coi người đỡ được bao nhiêu chiêu của ta hả? Người có phải là trưởng môn cùng lồn phái Trương Lãnh Tiền Bối không? Tại sao ngươi lại giả dạng vậy?
cái gì mà đại danh bỉnh bỉnh chứ. Trưởng môn Côn Lôn chẳng qua là như vậy thôi. Cái thứ vô dụng như vậy có người cũng chẳng bao thừa. Hay cho một tên lắm chuyện Tư Mã Bất Bình, như vậy đã khiến cho người chết thê thảm. Tư Mã Bất Bình, ta lại mang thêm ngươi một ân nữa. Kẻ có thể đánh bị thương Hàng Tiêu Khách chẳng có được mấy người đâu. Đạo pháp của người này chắc chắn là cao siêu không thể tưởng tượng. Nói ra thì không thể tin, trong võ lâm lại có kẻ cao nhân như vậy. Đó là kiệt tác của Tu La Đạo. Tu La Đạo có phải là vừa bị Tu La Bàn Đại Thiên? Có lẽ là như vậy. Đạo pháp của hắn đúng như lời truyền trong giang hồ là Tu La Đoạn Mệnh. Ngoại trừ Bàn Đại Thiên ra, tôi nghĩ không ra được kẻ nào khác. Người ta đồn rằng dự bị Tu La Bàn Đại Thiên với Trung Nguyên Nhất Kiếm của Triệu Thiên Hào võ nghĩa không phân cao thấp. Nếu như có thể phục dịch Tu La Đạo phân được cao thấp, đó là chuyện khó chí. Nói tới Triệu Thiên Hào, hiện tại đúng là lúc tôi đi gặp hắn rồi. Bẩm sư phụ, Hận Tiêu Khách tới xin gặp. Mời vào đây. Tại hạ Hận Tiêu Khách xin chào Triệu Tổng Biêu Đầu. Không cần khách sáo, mời ngồi. Ngươi đã bị thương? Đúng vậy, tại hạ bị thương dưới tay của Tu La Đạo. Kẻ sử dụng Tu La Đạo đạo pháp quả thật lợi hại, đao nào cũng chính xác, hơn nữa những góc độ đã thường không thể tưởng tượng. Tại hạ không thể nhận nổi ba chiêu. Ngoại trừ vô tình tam điệp chiêu của Tư Mã Bất Bình ra, bình sinh của tại hạ chưa hề nhận thấy những đao pháp nào nhanh nhẹn như vậy đâu. Hận Tiêu Khách, người có biết kẻ sử dụng đao pháp đó là ai không hả? Đối phương còn muốn thổ lộ thần thế, nhưng mà đao pháp đó so với đồn Tu La Đoạt Mạng Đào hoàn toàn giống nhau. Tại hạ nghi ngờ đó chính là dự bị Tu La Bàn Đại Thiên. Tướng tá người đó như thế nào? Thân hình của kẻ này cũng trung trung, tuổi tác vào khoảng trung niên, nước da thì hơi trắng trẻo, bắp thịt cứng chắc, trông thì cũng hơi bảnh bào. Ngoại trừ việc đó ra còn có cái gì đặc trưng không? Có, bên tay trái gần ngực có xăm một đóa hoa mai. Quả như có chuyện như vậy, căn cứ sự tường thuật của người, chính người này y như là dự bi Tu La của Bàn Đại Thiên năm xưa. Như ý, về cái việc đó quả thật để người dự đoán. Chiều chiều ê phang tư điểm siêu bằng quân nề ai chân chiều chi tiêu bằng bằng chinh kia suy đăng. Chiều chiều khi tòa ê chiều chiều khi đê đăng ba khu nhà chạm chạm ăn quê khi lê băng xì hi ô xê băng hà bó xì mê lăng bó xì bó xì mê lăng chả đi cho quân chim nai băng đi ai chi đi chân tăng chỉ là xin mi kiên khang hà hà bó xi mê la bó xi bó xi mê la em quân chỉ phú ca tăng ai ai kiên đêm chiến xa bôi cơ bằng ai chứng đêm ca băng.